Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 97. Lấy bất thiện làm giới ngăn. Hòa thượng Di Cầu Pháp theo tông chỉ thiện giả di pháp, bất thiện di giới, đi tham phỏng khắp nơi. Trong đây có sự việc liên quan đến giới ngăn, thật khiến ta kinh ngạc vô cùng. Hòa thượng kể: từ Đông Bắc đến trong nội địa, tôi thường thường ngủ qua đêm ở ngoài trời. Ban ngày đi bộ, tối xuống, hoặc tôi trú dưới gốc cây, hoặc ở ngoài vườn cây. Và tôi đã tá túc như vậy ở rất nhiều nơi khác nhau. Lúc đi tham phương, tôi luôn đứng phía sau cùng của người xuất gia, cho nên không ai biết tôi từ đâu đến và đi về đâu. Cũng không ai biết là tôi họ gì, tên tục gọi là gì. Không ai biết gì về tôi hết. Nhưng tôi rất chú ý và thường quan sát từng cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói của những người bên cạnh. Như khi nghe thầy đó nói điều có đạo lý, tôi bèn ghi nhớ trong tâm. Nếu họ nói không có đạo lý, tôi quên phước đi. Tại vì sao? Tôi đi khắp nơi vì cầu pháp, nên coi người thiện là pháp, còn không thiện thì làm giới ngăn. Tuy tôi không dám nói kiến hiền tư tệ, tức thấy bậc hiền thì làm giống như vậy, còn thấy không phải là bậc hiền thánh thì bên trong tự tỉnh giác. Đây là tông chỉ tôi tự đặt cho mình khi đi khắp nơi tham phỏng học hỏi. Trong Phật giáo Trung Quốc, các vị thấy có một số sự việc bất nhẫn, nhưng đó đều là vấn đề nhỏ. Tôi đã thấy qua không biết là bao nhiêu chuyện tày trời. Thậm chí có đệ tử giết chết sư phụ của mình để chiếm đoạt địa vị. Hiện nay là thời mạt pháp, các việc như vậy nhiều không kể hết, không có một chút gì là kỳ quái cả. Đây giống như người xuất gia, đáng lẽ phải hội đủ tứ vô lượng tâm, có lòng từ bi hỷ xả, chứ không thể dùng thế lực đè ép người, không được đánh mắng người, và cũng nên một lần, hai lần, ba lần tha thứ cho người có tội. Tôi đã gặp một vị hòa thượng trụ trì rất độc tài. Người xuất gia ở đó đều phải nghe theo lời của hòa thượng. Ai không nghe lời thì hòa thượng sẽ không khách sáo với người đó. Hãy đi tụng kinh trễ một chút hoặc đánh quyền sai tư thế là bị hòa thượng đánh liền. Đặc biệt là thầy thị giả từng bị hòa thượng này đánh nhiều nhất. Bởi vì tánh thô bạo hung dữ nên lúc xảy ra chánh biến ở Trung Quốc, hòa thượng lãnh thọ nhiều phiền phức, cuối cùng bị áp bức phải treo cổ tự tử ở Thượng Hải. Đây có thể nói là ở thời mạt pháp, người xuất gia nên lấy sự việc không may này để ngăn ngừa mình. Ha ha ha, 问什么的说呵。